Thi Nhung. Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và ngay sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin cho hay Tổng cục Du lịch Cộng sản Việt Nam đã ép các hãng hàng không cho 400 vé máy bay miễn phí. Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đang gây bất bình dư luận khi có văn bản đã ép các hãng hàng không tại Việt Nam hỗ trợ thêm 400 vé máy bay miễn phí mà theo lời họ là để tăng nhu cầu du lịch, thực chất là để cho các giới chức cơ quan này. Vụ việc được dư luận ví như là hành động cướp của trong giới giang hồ. Báo Người Lao Động tại Việt Nam hôm 3 tháng 6 đã dẫn lời ông Nguyễn Thái Bình, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết đã yêu cầu Tổng cục Du lịch giải trình về sự việc trên. Tuy nhiên, ông Bình đã từ chối tiết lộ nội dung văn bản giải trình và cho biết sẽ có thông tin cụ thể. Trước đó, công luận bất bình về văn bản do ông Hà Văn Siêu là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ký vào hôm 2 tháng 6, gửi cho các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways với lời lẽ như ra lệnh. Theo đó, đã đề nghị Vietnam Airlines cung cấp 200 vé, Vietjet Air 100 vé và Bamboo Airways 100 vé trên tinh thần chung tay đồng hành hợp tác phát triển giữa du lịch và hàng không, nhằm phát triển kế hoạch phát động chương trình kích cầu nội địa. Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam từ tháng 6 cho đến tháng 12 năm 2020. Đã tạm ngưng chức của 11 người có liên quan đến vụ nhận hối lộ từ công ty Nhật Bản ở Bắc Ninh. Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam ra lệnh đình chỉ công việc, tạm gọi là ngưng chức 11 viên chức thuế và hải quan tỉnh Bắc Ninh vì nghi có liên quan đến việc đưa hối lộ của hãng sản xuất nhựa Tenma Nhật Bản. Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ Cộng sản Việt Nam chiều ngày 2 tháng 6, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã trả lời câu hỏi của báo giới về cuộc điều tra vụ công ty sản xuất nhựa Tenma của Nhật Bản nghi là hối lộ 25 triệu yen, tương đương với 232.149 Mỹ Kim cho quan chức hải quan và thuế Bắc Ninh. Trong khi đó, bà Vũ Thị Mai là Thứ trưởng của Bộ Tài chính cho biết, bộ này đã chỉ đạo tiến hành thanh tra toàn diện đối với Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, là hai cơ quan trực tiếp quản lý thuế và hải quan cho công ty Tenma Việt Nam. Những công chức bị xử lý bao gồm 11 người, trong đó có 5 công chức của Tổng cục Thuế và 6 công chức của Tổng cục Hải quan. Bà Vũ Thị Mai cho biết như vậy. Cambodia triệu tập đại sứ nhà nước Cộng sản Việt Nam về vấn đề biên giới. Bộ Ngoại giao Cambodia vừa triệu tập đại sứ Việt Nam tại Cambodia Vũ Quang Minh liên quan đến vụ tranh chấp đang tiếp diễn ở khu vực chưa được phân định biên giới chính thức giữa hai nước, sát biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam với tỉnh Kandal của Cambodia. Trang mạng Cambodianes.com cho biết Bộ Ngoại giao Cambodia hôm 2 tháng 6 đã yêu cầu đại sứ Việt Nam Vũ Quang Minh rút quân lính Việt Nam về và phá dỡ các lều trại đã được dựng ở gần biên giới Cambodia. Bộ Ngoại giao Cambodia nói rằng hiện vẫn còn một số lều trại của Việt Nam bên trong khu vực biên giới tỉnh Kandal của nước này. Bộ Ngoại giao cho biết ngày 1 tháng 6, Quốc vụ Khanh Sofia đã triệu tập đại sứ Cộng sản Việt Nam Vũ Quang Minh để thảo luận về vấn đề này. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, Cambodia đã gửi công hàm ngoại giao cho Việt Nam về các lều được Việt Nam dựng lên ở hai huyện của tỉnh Kandal, nhưng các lều đã được gỡ bỏ trước khi Chính phủ Cộng sản Việt Nam đưa ra phản hồi chính thức. Lại có thêm một nhà mạng ảo tại Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam có thêm một nhà mạng ảo với đầu số là 055, nhắm tới nhóm khách hàng trẻ tuổi. Vào ngày 3 tháng 6, công ty Mobicast đã khai trương nhà mạng ảo MVNO Ready với đầu số 055 sử dụng hạ tầng của tập đoàn viễn thông VNPT. Đây là một trong hai nhà mạng ảo có mặt tại Việt Nam bên cạnh 5 nhà mạng sở hữu hạ tầng và tần số như VNPT, Viettel Mobile Phone, Vietnam Mobile và Gtel. Nhà mạng ảo là nơi chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông bằng cách mua buôn lưu lượng từ đơn vị có hạ tầng và bán lẻ cho người tiêu dùng. Trong khi nhà mạng ảo đầu tiên có mặt tại Việt Nam là Đông Dương Telecom hướng tới khách hàng công nhân khu công nghiệp, thì Ready đã tập trung vào nhóm người trẻ tuổi. Các nhà mạng ảo đang bùng nổ tại nhiều nước trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển hơn. Tình trạng nước thải vẫn còn tiếp tục đổ ra sông tại Sài Gòn.
Cho đến nay, thành phố Sài Gòn mới xây dựng và vận hành được 3 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất xử lý 171.000 mét khối cho một ngày và khoảng 13% lượng nước thải ở trong thành phố. Như vậy, có đến 1,5 triệu mét khối nước thải một ngày vẫn chưa được xử lý, đổ ra sông và rạch. Chi phí thu được từ phí nước thải cũng không đủ so với suất đầu tư quá lớn của một dự án xử lý nước thải. Theo Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước ở thành phố Sài Gòn, tổng chi phí cho hoạt động duy tu, bảo trì thoát nước của thành phố đã ước tính hơn 5.900 tỷ đồng. Riêng năm 2017, chi phí chi cho hoạt động này vào khoảng 948 tỷ, trong khi tiền thu được từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt chỉ khoảng 414 tỷ đồng. Khoản chi phí này vẫn chưa đủ để bù đắp thực hiện công tác duy tu hệ thống thoát nước, chưa nói đến việc đầu tư các dự án xử lý nước thải. Đã từng có ý kiến cần phải tăng mức phí xử lý nước thải nhằm có thêm nguồn thu để đầu tư hoặc thu hút nguồn xã hội hóa vào lĩnh vực xử lý nước thải. Nhưng vấn đề này vẫn đang được bàn thảo. Trong khi đó, thì tài xế Lê Ngọc Hoàng đã kêu oan trong vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên. Thưa quý vị, Lê Ngọc Hoàng đã kháng cáo kêu oan và phủ nhận cáo buộc không giảm tốc độ, nên đã va chạm với chiếc xe đi lùi trên cao tốc gây tai nạn khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Vào ngày 4 tháng 6, Tòa án tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Lê Ngọc Hoàng, 35 tuổi, và gia đình các bị hại trong vụ án lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Phiên phúc thẩm lần 1 được mở ra vào ngày 13 tháng 5, song đã bị hoãn do vắng mặt toàn bộ luật sư, những người bị hại và cả những người có liên quan. Trả lời thẩm vấn trước tòa, Hoàng đã phản bác mọi cáo buộc và mức án của bản án sơ thẩm. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm soát xác định Hoàng không giảm tốc độ khi gặp bảng báo hiệu nguy hiểm đi chậm, không giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối thiểu khi phát hiện xe Innova ở phía trước bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Hoàng và giữ nguyên tội danh cũng như giữ nguyên hình phạt sơ thẩm. Theo bản án sơ thẩm của tòa án, thị xã Phổ Uyên được tuyên vào tháng 2, thì Hoàng bị phạt 4 năm 6 tháng tù. Đây là vụ án gây nhiều tranh cãi trong suốt 3 năm, trải qua 10 phiên sơ thẩm, 4 lần phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Đã có thêm 6 nghi can bị bắt trong nhóm thương lái trộm tôm ở miền Tây. Công an huyện Đầm Dơi đã bắt giam thêm 6 nghi can liên quan đến các vụ thương lái vừa mua vừa dàn cảnh để ăn trộm tôm ở miền Tây. Ngày 3 tháng 6, trưởng Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xác nhận đã bắt giữ 6 người trong nhóm thương lái trộm tôm của ông Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi để điều tra về tội trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm. Hiện nay có khoảng 10 người ở các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước và thành phố Cà Mau đã đến công an trình báo vì tình nghi bị thương lái dàn cảnh trộm tôm. Được biết vào ngày 7 tháng 5, ông Châu kêu thương lái vào cân tôm bán tại vuông nhà. Tuy nhiên số tôm thu hoạch được ít hơn rất nhiều so với sự tính toán ban đầu từ kinh nghiệm nuôi tôm của gia đình, nhưng không rõ nguyên nhân. Xem lại camera an ninh gắn gần vuông tôm, ông Châu phát hiện chính nhóm thương lái thu mua tôm là thủ phạm. Được biết số tôm trộm cắp được sẽ bán cho một tập đoàn thủy sản lớn ở tỉnh Cà Mau với số tiền 530 triệu đồng, tức vào khoảng 22.690 Mỹ Kim. Một người phụ nữ đã bị bắt khi mang gần 4 kg ma túy từ Cambodia về Việt Nam. Đỗ Như Ý, 28 tuổi, đã mang gần 4 kg ma túy từ Cambodia về Sài Gòn, đã bị bắt khi vừa vượt biên qua biên giới ở miền Tây. Đối tượng này quê ở Cà Mau đã nhận ma túy từ người lạ mặt ở Cambodia. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 6, người này đã đi xe ôm đến khu vực biên giới huyện Phrac Ri, tỉnh Kandao, rồi nhập cảnh trái phép vào huyện An Phú, tỉnh An Giang. Một lúc sau thì Ý đã bị công an kiểm tra phát hiện gần 4 kg ma túy, bao gồm 3 kg ma túy đá và gần 3.000 viên ma túy tổng hợp, được đóng gói mang nhãn mác các loại trà và cất giấu trong ba lô. Bước đầu thì cô này khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy về thành phố Sài Gòn với tiền công là 500 Mỹ Kim. Ý hiện đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Một thầy giáo bị tố cáo đã xâm hại tình dục 4 nam sinh. Một thầy giáo của trường Phước Minh ở xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
đã bị tố xâm hại 4 nam sinh lớp 9 trong một thời gian dài. Hiện nay, cơ quan chức năng đang điều tra xử lý. Tin từ Tây Ninh cho biết trong bản tường trình, thầy giáo 38 tuổi thuộc bộ môn sinh học trường trung học Phước Minh đã thừa nhận hành vi với 4 nam học sinh. Sáng ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã nhận được tin báo tố giác tội phạm từ phụ huynh. Phụ huynh của nam sinh lớp 9 trường Phước Minh ở huyện Dương Minh Châu biết tin con mình bị lạm dụng tình dục khi các học sinh cùng lớp lan truyền trên mạng hôm 28 tháng 5. Gặng hỏi con, người này mới tá hỏa nhiều tháng. Nam sinh này đã bị thầy giáo gọi đến lao động tại phòng thí nghiệm môn sinh học rồi nhờ chỉnh lại khóa quần. Ba nam sinh cùng lớp khác cũng nói rằng họ đã bị tương tự. Sau mỗi lần lạm dụng tình dục, thầy giáo đã thường dặn các em không được nói với ai. Do tâm lý ngại ngùng và sợ hãi, các học sinh đã không dám tố cáo và cố tình né tránh sự việc. Tổng thầu Trung Quốc nợ thầu phụ và không có tiền thì không điều được người sang. Ngoài nợ các thầu phụ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tổng thầu Trung Quốc còn nợ các nhà cung cấp thiết bị rất lớn. Nếu không có 50 triệu Mỹ Kim thì rất khó để điều động nhân sự sang Việt Nam. Ông Đường Hồng là giám đốc tổng thầu Trung Quốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho biết, hiện có 9 người của tổng thầu đã có mặt tại Việt Nam. Dự kiến đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, sẽ có thêm 26 chuyên gia sang đến Việt Nam để tập trung hoàn thành công việc nghiệm thu, bàn giao dự án. Tuy nhiên, số nhân sự còn lại sang Việt Nam vào đợt kế tiếp phải xem tình hình thanh toán giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam với tổng thầu. Giám đốc tổng thầu Trung Quốc cho biết thêm, 50 triệu Mỹ Kim được đề nghị thanh toán là khoản yêu cầu thấp nhất, cơ bản nhất để đáp ứng được nhân sự sang tiếp tục công việc. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.